Trưa ngày 3 tháng 3, xe tải do tài xế Trương Trung Quý, 49 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, di chuyển xuống đèo Mimosa, hướng từ trung tâm thành phố Đà Lạt đi huyện Đức Trọng. Đến km 277 cộng 900, bất ngờ tông liên tiếp vào hai xe đi cùng chiều. Sau đó, xe tải văng qua làn đối diện tông vào một xe ô tô bán tải. Sau khi tông liên tiếp vào các phương tiện khác, xe tải văng xuống khu nhà kính bên đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng, 2 người bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công an thành phố Đà Lạt tiến hành phân luồng giao thông hai đoạn đầu đèo, đồng thời khẩn trương có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên đèo Mimosa bị gián đoạn khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau khi đèo Brent đóng cửa để nâng cấp mở rộng, phần lớn phương tiện ra vào thành phố Đà Lạt chuyển hướng lưu thông theo đèo Mimosa, gây ra áp lực giao thông lớn lên đây. Mặt đường đèo Mimosa khu vực xảy ra tai nạn cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng và chuẩn bị được nâng cấp sửa chữa.